Dạ em tự giới thiệu, em tên là Quỳnh Trang, năm nay em 27 tuổi, hiện em là giáo viên tiếng Anh của một trung tâm ngoại ngữ ở Sài Gòn ạ. Quê quán của em thì ở Lâm Đồng. Dạ em là Nguyễn Thanh Huy, kỹ sư điện tử công ty cổ phần Thể Thao Thu. Dạ hiện tại em đang làm ở quận Nhất nhưng sinh sống ở tại Sài Gòn. Quê quán em ở Tiền Giang. Thứ nhất là phải trung tình. Dạ rồi em thì thích mẫu người của gia đình, biết quan tâm, chia sẻ cùng thương yêu vợ con, có công ăn việc làm ổn định. Tính em thì em cũng thích lãng mạn. Thí dụ một lần lãng mạn nhất của bạn là gì? Tả sao ra lãng nhắc đi. Thử coi. Bây giờ ví dụ như là anh đó có hói thì em cũng không quan tâm lắm, tại vì bây giờ mình có đóng mắt he. Đúng rồi. Nếu có bụng bự á thì mình đi tập gym. Đúng luôn. Dạ, còn nếu anh hô á thì anh có đã có nha sĩ. Có chung thủy không bạn? Mình có thương thì mình mới chung thủy, không có thương là mình sẽ không chung thủy. Cũng lành ha. Ủa nhưng mà sao ngồi sao cứ túm túm hai cái tay lại hoài vậy? Bạn nhìn không có bạn nào ở đây hết trơn á. Dạ anh em không? Tại vì cái từ này nói giờ em chưa có nói được với ai á. Bây giờ nói. 2, 3. Em tên là Phan Trường Duy, 26 tuổi, đang quản lý một vài phòng gym ở quận 7. Quê của em ở Bảo Lộc, Lâm Đồng. Em tên là Thanh Loan, năm nay em 24 tuổi, quê ở Vũng Tàu. Em hiện tại thì đang làm ở Sài Gòn. Em trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Hồi đi học thì có mối tình hư vơ, rồi từ đó tới giờ chả quên ai. Em không thích một người quá sensual, trang điểm đậm. Em thích một người chung thủy và biết làm việc nhà. Em biết nấu ăn. Em cũng không thích sự bề bộn nên thường thì em sẽ dọn phòng. Từ khi mà em có bạn gái cũ là mối tình đầu của em thì cái tiêu chuẩn lại hơi giống bạn gái cũ một tí xíu. Chứ gì trời? Em đang ở quận mấy? Em ở Gò Vấp anh. Anh ở quận 7. Có thấy xa không? Còn trong Sài Gòn là còn gần á.